Đối với dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, diện tích đất nông nghiệp, đất công, đang tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở, đất doanh nghiệp. Toàn tỉnh đã thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư 202,9 trên 225,9 ha, đạt 90%, di chuyển được 4.176 trên 4.207 ngôi mộ, đạt 99,3%, còn 31 ngôi mộ ướt chưa cải táng. Đối với dự án đường Tân Phúc Phong Phan, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, diện tích đất nông nghiệp, đất công, đang tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phần diện tích đất ở, đất nghĩa trang. Đến nay, đã thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư 164,72 trên 175,6 ha, đạt 93,8%, tương ứng với chiều dài khoảng 26 km trên 29,2 km, tổng chiều dài bao gồm cả tuyến nhánh, đã di chuyển được 454 trên 1.118 ngôi mộ, đạt 40,6%. Tại hội nghị giao ban công tác dân vận tham gia giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội và đường Tân Phúc, Võng Phan, đại diện các địa phương đã trao đổi một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện như hiện trạng sử dụng đất của các hộ gia đình có nhiều biến động so với bản đồ địa chính. Số lượng hộ có đất ở trong diện phải thu hồi lớn, hồ sơ, giấy tờ liên quan không đầy đủ, việc tuyên truyền nhân dân di chuyển bộ hung táng chưa đủ thời gian cải táng gặp nhiều khó khăn. Đối với dự án đường Tân Phúc Phong Phan, còn một số hộ gia đình chưa đồng ý phối hợp trong việc kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất. Nhiều hộ dân có diện tích đất ở, đất trồng cây lâu năm ao phải thu hồi, nhưng diện tích còn lại không đủ điều kiện tái định cư. Đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy Quách Thị Hương đã trả lời làm rõ một số thắc mắc của các địa phương, nhất là gỡ khó cho người dân về diện tích chuyển đổi để chuyển mộ, bố trí đường dân sinh, xây dựng mương thoát nước khi thi công dự án. Xem xét đất tái định cư đối với các chủ sử dụng đất bị thu hồi, toàn tỉnh phấn đấu sẽ thông tuyến hai tuyến đường này vào ngày 30 tháng 9 năm 2025 để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 20.